Hey, xin chào cả nhà. Video này trong chuỗi hướng dẫn nhiệm vụ hàng ngày sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện từng loại nhiệm vụ thông thường khác nhau. Và lần này là nhiệm vụ có tên Make an excellent throw, nhiệm vụ với yêu cầu thực hiện một cú ném thành công trong vòng tròn excellent. Nhiệm vụ này cần điều kiện là túi vật phẩm còn đủ một trong ba loại Pokeball để mà ném. Phần thưởng là Pokemon có mốc level 15, IV ngẫu nhiên từ 66 đến 100%, banh, máu, trái cây và hồi sinh xịn luôn. Cách thực hiện thì bạn di chuyển xung quanh khu vực và tìm Pokemon có vòng excellent không quá nhỏ để mà thực hiện cho dễ. Kỹ thuật khóa vòng ném là một ưu điểm giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này một cách dễ dàng. Các bạn mới chơi chưa biết mẹo khóa vòng ném excellent có thể tham khảo tại video này nhé. Thực hiện thành công một cú ném excellent xem như là bạn hoàn thành nhiệm vụ này, game tính cả cú ném thẳng và cú ném xoáy. Các nhiệm vụ nâng cấp từ nhiệm vụ này là nâng số lượng cú ném excellent trong nhiệm vụ này lên 3 đến 5 lần mới hoàn tất, thì các bạn cũng làm tương tự. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cứ để lại lời nhắn cho bọn mình ở phần comment. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.